Rồi, chào mọi người. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho mọi người một cái bộ ba dành cho gia công gạch ha. Thì trên bộ ba này nó gồm những cái gì? Thì thứ nhất đây là tôi giới thiệu, đây là cái lửa cắt CB TC5 TC5 150 ha. Đường kính là 150, lỗ lỗ cốt là 20. Đó, này là CB TC5 ha. Thì cái hàng CB TC5 này á, nó được cái là nó cắt rất là ngon đó. Hiện tại bây giờ các cơ sở gia công á, họ rất là tin dùng cái dòng này. Hiện nay cửa hàng của tôi lại đem về để giới thiệu cho mọi người ha. Đây, cái me này là 10, nó có thông số nè, là thông số đây, thì nó có ghi là đường kính là 150 ha. Chiều cao của me này nè là 10 mm, độ dày của nó là 1,8 mm, lỗ cốt là 20. Đó là thông số. Hiện tại bây giờ các cơ sở gia công hay xài những cái loại lưỡi này đó. Thì cái loại lưỡi này hiện tại đang bên cửa hàng đang bán với giá là 135.000 một cái ha, mọi người ha. Rồi kế tiếp lưỡi này để tôi quên, tôi giới thiệu thêm cái lưỡi này nó có công dụng là dùng để xẻ gạch. Ví dụ như chúng ta dùng để cắt gạch đó, chúng ta cần cắt viên gạch ra, ví dụ như 60 ra, xẻ ra thành 6 viên á, đều nhau, thì chúng ta dùng này là cắt gạch nha. Rồi còn cái lưỡi này là lưỡi chạy chỉ, cũng của hãng CB, đường kính vẫn là 150 mm. Đó, lỗ cốt thì tùy ha, cái cốt này là 30, nó có cốt 32 nữa đó, thì cùng giá thôi đó. Đây là 150 nè, độ dày là 5 ly nha, độ dày cái này là 5 mm. Lỗ cốt 5 mm, cái me này là 10, me này 10 ha, lỗ cốt là 30. Thì 30 thì cái cốt này tôi có sẵn đem ra tôi giới thiệu luôn, chứ thông dụng nhất là nó cốt 32 nha. Thì cái giá của cái rìu chạy chỉ này là 700 ngàn một cái, giá tại cửa hàng chưa cần phí ship nha. Thì cái công dụng này để làm gì? Thông thường chúng ta dùng để len tường á đó, chúng ta dùng để len tường á, thì xung quanh tường á, thì nó có chức năng là vừa bo và chạy chỉ. Thì chúng ta tạo cái chỉ trên cái viên gạch đó cho nó gọi là nó đẹp mắt đó. À, ví dụ như chúng ta lên tường thì vừa bo vừa chạy chỉ đó, thông thường chạy là 2 chỉ, chỉ lớn này là khoảng 2 chỉ đó, chạy chỉ nha, chạy qua chỉ từ viên gạch xuống tầm khoảng cỡ chút xíu thôi, nó xuống xíu thôi để chúng ta tạo được chỉ nghệ thuật á, thấy không vậy? Rồi xong cái lưỡi chạy chỉ ha. Rồi qua cái lưỡi này đây, thì cái lưỡi này nó có không, cái này nó gọi là cái bát dùng để phá đó, bát phá. Thì cái công dụng của cái bát này để làm cái gì thì trước mắt tôi giới thiệu cái thông số trước nha. Vẫn là hãng của thằng CP, thông số vẫn là 150 cốt. Lưu ý cốt này chỉ có cốt 30 thôi nha, cốt này chỉ có cốt 30 chứ không phải là 32 nha. Mà thông thường những cái máy mà chúng ta đang gia công ở thị trường là đa phần cái cốt này là chúng ta về chúng ta làm thêm cái lông đòn, làm thêm cái cốt này nè, hạ xuống. Thông thường cái trên máy mình nó là 20, 20 này 30, thì ta đóng thêm cái bạc lót, bạc nó hạ xuống đó, hạ xuống 10, hạ xuống 20 đó, hạ xuống 20 rồi hạ xuống cốt này 20 ha, cho để nó phù hợp với cái cốt này đó. Thì cái công dụng của lưỡi này để làm gì? Thì thông thường khi mà chúng ta cắt gạch ra rồi đó, thì chúng ta bỏ vô máy, bỏ máy thì chúng ta không có bo liền được, mà chúng ta phải dùng cái lưỡi này để nó phá, gọi là bắt phá đó, dùng để phá cái mép cạnh gạch đó trước khi mà nó qua tới bo. À, khi mà gạch đưa vô là phải qua cái lưỡi này trước, cái lưỡi này nó sẽ phá trước nha, nó phá trước xong rồi nó mới tới bo. Thì ở đây tôi không có cái lưỡi bo ở đây nên không có giới thiệu trước ba cái lưỡi này ha. Thì cái lưỡi này cũng có hãng CP luôn, thì cái giá con này là 700 ngàn một cái. À, 700 ngàn một cái nha mọi người. Thì công dụng nó dùng để phá đó, dùng để phá.
Nó thông thường á, chúng ta sử dụng trong len len tường á, là chúng ta phải sử dụng là cắt, cắt nè, chỉ rồi phá, còn cái là chén bo nữa, loại bo đó mà không có hàng để giới thiệu, để hàng về thì sẽ giới thiệu cho người sau ha. Rồi mọi người có nhu cầu liên hệ mua hàng hay liên hệ với tôi theo số điện thoại bên trên màn hình nha. Rồi cảm ơn mọi người, rồi, xin chào.